Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong một cuộc họp báo, nhiều khi mọi người nói bảo là trông tôi ở trên đấy cứng lắm, không như ở ngoài, nhưng đúng thế. Nó như là một kỳ kiểm tra vấn đáp và đặc biệt là sẽ phải trả lời những câu hỏi không thể lường trước được. Người chủ trì họp báo ấy, phải có một cái sự giao tiếp với người nghe bằng ánh mắt, bằng nụ cười để làm cho những cuộc họp không bị nặng nề, không bị căng thẳng. Tỷ lệ nữ làm việc trong ngành ngoại giao đang ngày càng tăng, hiện chiếm 44,3%. Trong 10 năm qua, Việt Nam có 31 nữ đại sứ, tăng gấp gần 3 lần so với giai đoạn những năm 1990. Là một nhà nữ ngoại giao kỳ cựu, hoạt động tích cực vì sự phát triển phụ nữ. Theo đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, kết quả trên có được bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo ngành, còn là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của các chị em, tận dụng sức mạnh mềm của người phụ nữ. Khi bên cạnh một các cán bộ nam trong ngành, chúng ta khác gì? Đó là cái phong thái của một người phụ nữ. Cái phong thái đó nó phải có sự dịu dàng, nó phải có duyên dáng, nó phải có một cái sự bao dung, sẻ chia và thấu hiểu người khác. Cái đó ngoại giao rất cần. Đối với cán bộ ngoại giao, đặc biệt là ở vị trí là đại sứ, trưởng cơ quan đại diện đi nhiệm kỳ, cái quan trọng nhất vẫn là cái kiến thức, năng lực và kinh nghiệm ngoại giao để làm sao chuyển hóa được những cái lợi thế ban đầu đấy thành những cái kết quả làm việc. Không chỉ vậy, với một số lĩnh vực, nữ cán bộ ngoại giao còn phải có sức khỏe, sức bền và độ dẻo dai. Hàng chục năm gắn bó với công tác hoạch định đường biên giới quốc gia, thường xuyên đi thực địa ở những nơi xa xôi vất vả. Nhưng với bà Nguyễn Thị Hường, vụ trưởng vụ biên giới Việt Trung, công việc này lại vô cùng thu hút bởi cảm hứng và lý tưởng của nó. Công việc này thì rất thú vị. Bạn sẽ được đi đến những cái nơi mà hang cùng ngõ hẻm, được hiểu hơn về tổ quốc mình, về những cái lịch sử và nghe nói thôi thì mình sẽ được chứng kiến. Mình sẽ được làm những công việc đấy, đó là đàm phán để hoạch định ra các cái đường biên giới. Cựu đại sứ của Pháp tại Việt Nam nói Việt Nam có một cái vũ khí bí mật mà Việt Nam đã thành công rất nhiều, đó là phụ nữ Việt Nam. Mà các chị đi hoạt động đối ngoại có cái áo dài, đó là một cái biểu tượng Việt Nam.